Chào mừng các bạn đến với Kỳ Lân Luxury chuyên mục đi mua vàng vùng 4. Và hôm nay trên tay Chi đang mang đến cho mọi người hai sản phẩm cực kỳ hot, cực kỳ bán chạy. Hầu như nó cũng là một mẫu của một brand thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ha. Và cái mẫu này Chi thấy là mọi người á, nếu mà các bạn nào thích chơi đồ gọi là đồ hiệu chính hãng thì mua với giá thành cực kỳ cao. Nhưng đối với những nhà bán giống như là Kỳ Lân Luxury chế tác ra có thể giống y chang gần như là 99% luôn, thì các bạn cũng có thể mua để sử dụng để giá tiền có thể phù hợp hơn, hợp lý hơn với túi tiền của mình. Và đối với mẫu dòng các bạn khi mà sử dụng á, có rất là nhiều khách hàng không biết cách mở ra như thế nào, thì hôm nay Chi sẽ chỉ cho mọi người cách mở mẫu dòng này nha. Và đây cũng là mẫu nhẫn, nhưng mà không có kim cương nha mọi người. Mẫu này là mẫu trơn thôi, không hề có kim cương, nên đeo lên tay á, nếu mà ở đây khách hàng thích màu vàng, vàng hồng, màu trắng, bên nhà Kỳ Lân đều thiết kế và đều làm được cho mọi người ha. Thì ở đây đang là một bộ vừa vòng và vừa nhẫn luôn của khách hàng bên nhà Kỳ Lân đặt nha mọi người. Rồi, khách hàng bên nhà em là thích bản to, cái mẫu này đang là mẫu bản to luôn nha cả nhà, mẫu bản to luôn. Mẫu này á, bên nhà Kỳ Lân làm khá nặng với vàng AU750 nha, vàng nguyên khối luôn, nên là khi mọi người đeo lên theo thời gian không sợ bị bay màu, không có bọt, không có xốp trên vàng của mình nha.